Sweet Top 2 chỉ vì công hiến. Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Bạn nào theo dõi mình lâu chắc cũng biết, đầu mùa là giáo án, cuối mùa đi tìm gỗ xưa. Và giờ khi mà chung kết TFT Thế Giới đã kết thúc, thông tin về các tập hệ mùa 10 cũng được hé lộ sơ sơ, thì đây chính là thời điểm thích hợp để mình chiêu rát vàng 5 tiền đúng không? Trận này mình chơi rất là công hiến để có được video mãn nhãn cho bạn đấy. Công hiến như thế thì xứng đáng được một phút quảng cáo đúng không? Ngoài chơi game bốc phét ra thì hiện tại mình có đang bán bánh và trà sữa ở đây. Bánh ngon hơn người yêu cũ của các bạn hứa luôn. Link mình để dưới comment, các bạn tự giác click vào mua nhé. Còn giờ thì mình vào game đây. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta rơi vào thành phố Noxus, đại chiến sa mạc. Đây là sự kết hợp giữa hai thành phố, sa mạc lưu động và võ đài đẫm máu đấy. Legend được ưu tiên chắc chắn là chua cá chê, tam kem. Orianna là vị tướng được Riot cho mình đép ở đầu game. Đánh ra quái đầu tiên nó rơi ra cho mình một con Echo. Round tiếp theo trả cho mình một mảnh kháng phép cùng với con Velcot. Nhưng mà mình chưa kịp cho vào hàng trời để đổi JC thì mảnh ghép cuối cùng của bộ Pitover là V đã xuất hiện. Có 3 Pitover ngay ở round quái thì đúng thật là ý trời muốn mình có một trận đấu bùng nổ rồi. Đánh nốt round cuối cùng thì mình nhặt về thêm một cái găng với cả một cái giáp. Lõi công nghệ bạc xuất hiện không quá ngon. Roll 2 lõi không cần thiết là vé đồng và hoàn toàn tự nhiên thì cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Quyết định của mình là xếp hết tách team ra và chọn AFK. Đây là một lựa chọn khá là bạo hiểm cho bài đấu Pitover, vì nếu mà mấy ông kia đòn mình là mình sẽ mất chuỗi dễ dàng. Thế nhưng mà mình check bài thấy mấy ông này cũng khỏe nên là clear thôi. Noxus Surima là sự kết hợp đầu game không thể nào mạnh hơn. Ông này đấm mình bố chết và không cho mình cơ hội đép bất kỳ một con nào. Gặp luôn một ông cũng chọn lõi AFK với 3 Noxus. Tuy rằng cũng một sao như nhau nhưng mà lợi thế về tộc hệ đã giúp ông này đấm mình ba chết luôn. Do xếp tách team ra nên là các tướng của mình không thể focus chung một mục tiêu và cái liệu đó được. Tận hưởng thêm nỗi đau trước cái nhà lấy lõi đặc quyền phú gia đấm mình năm chết cho cẩn thận. Chưa gì mới lose 3 mà lượng máu của mình chỉ còn lại 17. Đi chợ để nhặt cung nhưng mà thấy có một tiền nên thôi. Quyết định của mình là lấy về cái gậy 3 tiền. Bán hết các tướng có được trên hàng chờ thì mình cũng tích được 50 tiền. Định cho Swain vào sân, may mà chưa kịp. Thấy ông này cũng chơi Pitover, khủng long không số chắc là mới cho vào. Mình bán hết đi chỉ để lại 3 chết trên sân. Còn đối thủ thì có hẳn 4 chết. Round này mình thua full house 4 con. Thật là thông minh. Tiếp tục để thua một nhà 3 chết, cũng chơi Pitover luôn. Mới một vòng đi chợ về thôi mà khối ông đã lao vào nuôi khổng lung rồi. Hên là mình chết kỹ chứ không là toi. 63 là số máu còn lại của mình sau 5 round thua ở vòng 2. Round người đã trả về cho mình một BF. Hai tướng 3 tiền đều là JC và Echo, một nước mắt và một đai máu, khá là ok. Ngựa ngựa đổi mấy con 2 tiền cho con tướng đép, thế đếch nào mà Swain lên 2 luôn. Nhìn thấy có một nhà chơi kêu đang hơi yếu, sợ gặp nhà đấy xong rồi nổ, nên là mình cho Swain ra sân, thay vào vẫn là các tướng 1 sao. Nhà mình gặp ở vòng 3.1 đang đép bằng Noxus, với rất nhiều cuồng đao trên người Cassiopeia. Tất nhiên rồi, lợi thế về sao và tộc hệ đã giúp ông này dễ dàng đấm mình bố chết. Ôi rồi, đang tích 70 tiền thì game cho lõi vàng mà lại còn nhà tè phiệt đập thẳng vào mặt nữa. Thế thì chê làm sao được, khủng long của mình cũng đã 16 số rồi nên là bất lo. Tầm này họ cho lõi xong thì cũng bắt đầu update rồi. Mình up thẳng level 6 và trừ lại hơn 80 tiền. Gặp luôn một ông đang chơi ngược trên bảng xếp hạng 100 máu, đấm mình 5 chết cho nó cẩn thận. Đổi sưng sưng mà Zinix cũng lên 2 sao. Echo cũng xuất hiện trong cửa hàng để lên 2 nốt. 20 số khủng long là đủ để nó trưởng thành rồi. Nên là mình cứ yên tâm cho chết vào sân để đép. Nổ được thì tốt, còn không thì tích số tiếp. Hợp lý. Lắp huyết kiếm cho Echo do nó vừa lên 2 sao để đép sưng sưng trước cái nhà form đấu sĩ Asian này. Mình để thua 4 chết và còn lại 29 máu. Đi chợ không có cung nên là mình book về một em sen cầm găng, lắp luôn chiếc bàn tay cho Echo đép tiếp. Mình up được level 7 còn hơn 70 tiền. Bình tĩnh tự tin để mình thắng trước cái nhà Asian đang Echo hướng lên 9 này. Lượng 2 sao cho bài đấu của mình là vừa đủ đam để kết liễu, giúp mình nổ 25 số. Một giáp chết và 10 tiền là quà sau khi nổ hũ khủng long 25 số. Mình cho thêm Siêu Cô vào sân để kích mốc 4 Zaun. Sezu cũng được kẹp vào thêm đấu sĩ cho team. Tiếp tục lì đòn lên cấp chứ không roll để thể hiện quan điểm. Nhà mình gặp ở round này đánh Pitover cùng chiếc lõi, nhà sáng chế huyền đạo nhưng mà nó lạ lắm. Up cấp sương sương từ lợi tức cũng giúp mình tiến gần hơn với level 8. Săn 5 con sói mình lấy về thêm được một gậy, một ít tiền và một giáp. Up level 8 với 70 tiền thừa. Sau khi bán vội đi các tướng không cần thiết thì mình cho Taric vào sân kích phù thủy. Lúc này bài của các nhà vẫn chưa update nên là mình vẫn tiếp tục thể hiện độ lì đòn. Sự áp đảo về lượng chết đã giúp mình thắng trước cái nhà level 6 có con Asia cầm 3 đồ xiên liên tục. Tiếc là mới chỉ 1 sao nên là chưa đủ đam ở đây. Tiền là sức mạnh, tiền là chân ái. Game cho mình thêm hẳn cái quỹ phòng hộ để nâng số tiền mình đang có lên 130. Tự tin vì là người có tiền trong tay, mình tiếp tục lì đòn để lên 9, up dần cấp từ tiền thừa và giữ lại ở mức 100. Vừa mạnh mồm xong thì bị cái nhà Demacia kêu 3, đấm cho 3 chết còn lại 19 máu luôn. Up luôn level 9 với 50 tiền thừa sau khi để thua ở round 4.2. Mình roll còn 10 tiền và bắt được kha khá tướng 5 tiền, cho vào sân và cho vào cả hàng chờ để đổi. Easy win trước nhà Asia đấu sĩ giúp mình thở phào nhẹ nhõm.
tao mà đó được. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà đang cần chiếc cung thì em nó lại nằm trên người Hamer cơ chứ. Nhà bác học đầu to này tí nữa sẽ giúp mình săn được nhiều năm tiền 3 sao đấy. Ron sương sương tiếp để bắt thiên tướng 5 tiền. Achok 2 nên là được cầm hai đồ đam. Crit phép cho Ari và cuồng đao cho Hamer. Mặc dù chưa có quá nhiều tướng 2 sao nhưng mà bài đấu của mình vẫn là tạm ổn để có thể thắng được cái nhà Billswater đang cho Kai'Sa cầm đồ này. Hamer lên 2 ở vòng 4.6 và Achok cống hiến khi mà ra đến con thứ 7. Tiếp tục easy win trước nhà đang đếp lên 9 đánh Exodia giống mình. Tiếc là hơi chậm nha. Mình lên trước rồi nên là mình xin. Đó được. Săn nốt mấy con chim và lấy thêm về một Sojin cho Ari là hết bài. Gặp nhà chơi Pintover với cái lõi nhà sáng chế. Ông này có đồ đẹp cho Eco nhưng mà không có Eco 3. Đã vậy lại còn không thích tiền nên là bài khá yếu. Gặp mình tiễn về với cái top 8 luôn. Điên! Sion cũng lên 2 ở round này. Tướng 5 tiền thì cứ ra mà mình thì cạn tiền, không bắt được để mà đổi. Nhìn con nào cũng muốn lên 3 mà tiếc là lúc nãy mình thua một round hơi đau nên là giờ cũng hơi rén. 6 Surima thì cũng mạnh đấy, nhưng mà giờ bài mình thật sự láp đảo rồi. Nhà này cũng chỉ biết khóc khi mà phải đối đầu với một form bài Exodia toàn 2 sao ở đầu vòng 5 chấm. Đây rồi, thần tài đến. Thứ mà mình cần được đổi ra một lúc hai con đó chính là Hamer. Cửa hàng cùng lúc xuất hiện thêm con thứ 6. Ari cũng không vui bằng cách là lên 2 sao luôn. Lúc nãy cứ tưởng là ông này cho Kai'Sa cầm tạm đồ Nila nhưng mà không, ông này muốn đánh cả Kai'Sa 3, cả Nila 3 luôn khi mà hàng chờ đã xuất hiện đến con thứ 7 của cả hai vị tướng này. Tuy nhiên câu chuyện vẫn sẽ là một lát nữa, còn bây giờ là thời của nắng. Combat không quá khó khăn, khi mà thiếu đồ thì Rise team mình cứ bơm cho các anh em tha hồ mà đánh nhau thôi. Chiến thắng thứ 6 ạ. Nhìn em Achok thứ 8 ở chợ bị lấy đi mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Thôi thì hốt về Kasate để đổi vậy. Có đồng nào sao đồng đó vì sợ lobby ra bài. Mình Ron không ra thêm Achok hay là Hamer nào mà chỉ ra toàn Kasate. Sắm luôn một con 2 sao cho bàn trời đổ cho gọn vậy. Tiễn cái ông Demacia kêu 3 sao lúc đấy đấm mình mất máu là mình rén với cái top 6 luôn. Biết không ạ? Ôi giời, con Kasate lúc nãy nó đổi ra con Ari, làm mình lại tham vọng thêm Ari 3 nữa. Hàng chờ cũng đổi ra thêm một con Hamer. Ron bằng những đồng tiền còn lại thì mình bắt được Hamer thứ 8, Achok thứ 8. Round 5.6 thì không có gì đáng nói khi mà mình được game ưu ái cho các bóng nhà Asia Surima Noxus quân sư. Mình bán bớt các con tướng rẻ tiền không liên quan ngay ở round dùng ngàn tuổi để tích tiền, vì chắc chắn sẽ roll ra một hai con 3 sao ở round sau nên là không nhất thiết phải giữ mấy con này nữa. Mở hòm gen ra và mình lấy về kiếm súng cho Ari. Tự tin hơi quá mức với 36 tiền. Mình roll rất nhiều mà ra toàn béo vết để Kasante. Thuyền trưởng cũng góp mặt đi con thứ 6, nhưng mà mình sợ gặp cái nhà 4 tiền 3 sao nên là bán sạch đi để roll. Nhưng mà nó chỉ ra được một con Ari thứ 7. Gặp một nhà nổ hũ 32 số với form bài bắn tỉa khá là ổn, kẹp thêm cả Ari phụ đam, Sen 2, Seju 2 các kiểu. Tiếc là song người chiến binh Afe vẫn chưa đủ sức với đội hình nhà mình. Ông này chết và cũng dừng lại ở cái top 4 luôn. Cút con mẹ. Cuối cùng thì nó cũng chịu ra. Vị tướng đầu tiên lên 3 sao là Hamer. Mình cho Poppy đã chuẩn bị trước vào sân, nâng Hamer lên 4 sao. Lần này chỉ còn lại 3 nhà mà dấu tích của mình chỉ thẳng vào nhà 19 máu. Mình sợ round này mình sấp đôi nếu mà nhà kia gặp bóng nên là cố roll những con tướng nào sắp lên 3. Rise ra đến con thứ 6, mình cứ tưởng là nó cống hiến nên là bán hết hàng chờ để roll. Quyết định ở những giây cuối cùng là cho Hamer ra khỏi sân, chấp một round để đối đầu với cái nhà Kai'Sa 3 và Nila 3 này. Thì ra Achok mãi không chịu ra là do nhà này cầm. Mình may mắn để thua 5 chết và chỉ còn lại đúng 1 máu. Xem tí nữa thì thấy tã luôn. Thấy Achok đã bị cầm lại mà nó ra từ 4.6 đã 7 con, giờ không lên 3 sao là lừa. Nên là mình bán hết Achok đi roll Ari 3. Kết quả là cũng không có con Ari 3 nào vòng 6.3 này các bạn ạ. Cay. Tiếp cho nhà Asia Mother 3 nhưng mà lại gặp phải bài mình. Hamer 4 không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào. Súng cứ liên tục nổ vách về cho mình rất nhiều tiền. Đi chợ cũng không có Ari nốt, mình lấy về 5 tiền để roll. Roll 2 phát thì có thêm Ari 3. Tiếp tục tìm kiếm Rai nhưng mà nó chỉ ra đến con thứ 7. Rai với cả Achok đúng bịp luôn ấy. Con nên cho nó ra rỉa như con beo vết 3 sao nhưng mà top 2 của mình không? Đừng có mà gian hồ nha. Mình cạn tiền nhưng mà chỉ dừng lại ở Hamer 4 và Ari 3. Đối thủ thì hết máu còn mình thì cũng hết tiền. Trận chiến ở 6.5 là hồi kết. Ông này sẽ phải nhận trái đắng giống y như video lối đi riêng của mình. Khi mà mình lên 4 tiền 3 sao thì đối thủ cũng lên Hamer 3 và beo vết 3 vậy. Vậy là mình đã sưu tập thêm Hamer 4 sao như đã hứa ở video trước. Nếu mà các bạn thấy mình quá là cống hiến thì hãy like video này và mua bánh mua trà sữa mình bán link ở dưới comment nhé. À, đừng quên ấn theo dõi và bật chuông thông báo để được xem video sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Bye bye!